Sau khi giới thiệu MPV hạng sang Lexus LM vào tháng trước tại triển lãm ô tô Thượng Hải, Toyota sắp sửa giới thiệu thêm một mẫu MPV mới có tên gọi Grandia. Mẫu xe này được định vị nằm dưới Alphard. Cụ thể, mẫu xe Toyota Grandia 2020 sẽ được hãng ô tô Nhật Bản phát triển dựa trên nền tảng của dòng xe Hiace nổi tiếng. Nhưng nó mang thiết kế sang trọng và thanh lịch hơn so với Hiace và được định vị thấp hơn người anh em Alphard trong giải sản phẩm MPV của hãng Toyota. Về thiết kế, Toyota Grandia 2020 không sở hữu diện mạo cầu kỳ như Alphard, nó mang thiết kế đơn giản hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn nối liền cụm đèn pha bằng một thanh bạc chrome. Tương tự từ phía sau, cụm đèn hậu cũng được nối liền bằng một thanh nẹp chrome. Tổng thể chiếc Toyota Grandia mới của Toyota thêm sang trọng và năng động hơn với bộ mâm hợp kim đa chấu. Không giống người anh em Hiace sử dụng hệ thống treo sau dạng lá nhíp, Toyota Grandia được trang bị hệ thống treo sau đa liên kết nhằm tăng sự thoải mái và êm ái hơn. Nội thất Toyota Grandia cũng được thiết kế sang trọng, sẵn sàng làm hài lòng người sở hữu khi bước vào trong. Bảng táp lô trung tâm được thiết kế với bố cục đơn giản, hài hòa tương tự như đàn anh Hiace mới. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kết nối với 12 loa, vô lăng 4 chấu tích hợp nhiều nút bấm chức năng, 4 cổng USB để sạc hoặc kết nối các thiết bị cầm tay. Hàng ghế sau sang trọng có cả đèn viền trang trí nội thất. Chưa hết, cabin được trang trí giả gỗ cùng với các vật liệu màu tối nhằm tạo nên sự cao cấp. Cabin Grandia được thiết kế đủ chỗ cho 8 hành khách. Được biết, mẫu xe Toyota Grandia mới này sẽ có mặt tại các đại lý của Toyota tại Úc trong quý 4 năm nay. Mặc dù Toyota vẫn chưa tiết lộ động cơ cho Grandia 2020, nhưng chắc chắn nó sẽ được trang bị động cơ dầu tăng áp đi cùng với hệ dẫn động cầu sau. Khả năng cao Grandia 2020 sẽ sử dụng động cơ dầu 2.8 lít tương tự người anh em Toyota Hiace. Mức giá xe Toyota Grandia 2020 cũng như các thông số kỹ thuật của mẫu MPV mới này vẫn chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, nó sẽ được định vị nằm dưới Alphard một bậc. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 554455. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn.
Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.